Những ngày gần đây tại Brazil và nhiều nước trên thế giới, thử thách cá voi xanh khiến cho người dùng mạng xã hội thực hiện các hành vi tự hại mình, thậm chí là tự tử đã quay trở lại dưới dạng một tài khoản tên Jonathan Galindo. Ngay khi vừa xuất hiện thì lập tức tài khoản này đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dùng mạng xã hội. Tài khoản bí ẩn này có hình ảnh đặc trưng là phiên bản nhân quá méo mó của nhân vật hoạt hình nổi tiếng Goofy của Disney. Jonathan Galindo tiếp cận giới trẻ bằng cách gửi lời mời kết bạn hay nhắn tin trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản này sẽ gửi một đường link khiến người dùng lộ IP khi truy cập, giúp đánh cắp được thông tin cá nhân của người dùng, thậm chí còn biết chính xác vị trí của họ. Nạn nhân bị đe dọa rằng họ sẽ chỉ có hai lựa chọn: thực hiện thử thách cá voi xanh hoặc cả gia đình sẽ bị sát hại. Hiện vẫn chưa có đơn tố cáo cũng như chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào gây ra bởi nhân vật bí ẩn này. Tuy nhiên, phía cảnh sát khuyến cáo các bậc cha mẹ giám sát việc sử dụng Internet của con cái. Ngoài ra, giới chức nhiều nước đang lên kế hoạch bảo vệ các thanh thiếu niên có tài khoản bị Jonathan Galindo nhắm tới dựa trên thông tin của nhà trường và phụ huynh.